vòng loại 500m cứ lượt thứ ba giữa cầu kè với gì anh cầu kè với đội gì mới vừa nói quên rồi kìa yeah. Từ xa xa là thấy vào chèo hào luôn rồi đó đó với chiến thắng 1-3 mà thấy ở mấy gần gần mình cái đội mà màu trắng hay gì tạo được khí thế đó trước đội Kiên Ngô cầu kè hay không chúng ta cùng chờ xem còn khoảng 200m nữa hai đội chúng ta đã hai đội sao hai đại như chúng tôi thấy ở bên đường đua số 1 cái ông trắng làm như vượt lên trước rồi đó cầu kè đang nhỉnh hơn cầu kè chúng ta cũng đang tăng tốc để ôi trời hơn nửa ghe luôn rồi hơn một ghe luôn rồi cầu kè cầu kè đã giành chiến thắng qua xe tiến gồm gồm ghê quá cầu kè này là mới cạnh tranh được với Càng Long thôi cầu kè chưa chắc qua Càng Long không nổi như thế vậy đó không mà ngắn biết đâu thắng được cái ông Càng Long ông đua ông hay quá thấy cầu kè thấy ngon rồi đó nhưng mà thấy cái dầm nó không có đều bằng cái ông Càng Long rồi mà được hai cặp rồi còn hai cặp nữa hai cặp ở vòng loại 500m và ở lượt trận thứ tư ở cự ly 500m này sẽ diễn ra giữa hai đội Kiên Ngô Trà Cú và đội Kiên Ngô Châu Thành và hai đội Châu Thành là chắc Châu Thành là thấy tệ quá ngay từ Trà Cú và xin mời chúng ta cùng chờ xem Châu Thành Trà Cú hai Châu Thành sẽ tiến vào vòng bán kết để gặp hai đội đã xuất phát rồi ở bên đường đua số 1 là đội Kiên Ngô huyện Trà Cú bên phía phương nam và bên phía lưới đài là đường đua số 2 Kiên Ngô Châu Thành trong trang phục màu đỏ là của đội Kiên Ngô huyện Châu Thành.